Đối phó những cơn đau. Trong trường hợp không muốn nhìn thẳng vào cơn đau đang có mặt trên cơ thể mình, hành giả cứ việc nhìn thẳng vào tâm mình lúc ấy. Tâm không thể một lúc biết hai cảnh, nên khi ta chú ý tâm mình đang ra sao thì khả năng chịu đau sẽ tốt hơn. Đồng thời, ta cũng không để cho cơn đau kia trở thành cái cớ để tâm sân có mặt. Sân ở đây là sự bực bội hay sợ hãi. Ta phải tin rằng cảm giác đau đớn kia là nhiều hay ít, còn chịu nổi hay không, một phần lớn là do tâm ta nghĩ sao về nó. Khi ta không xem nó là chuyện lớn thì cơn đau sẽ tự dưng trở nên không đáng kể, rồi mất đi theo cách lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Tâm ta phi tế hơn cơn đau thể xác, nên để nhìn nó, ta phải nhờ đến một chánh niệm hay định tâm thật thuần thục. Nỗi đau thể xác hay của tâm hồn đều có một điểm giống nhau, là khi ta nghĩ quá nhiều về nó để tìm cách trốn chạy hay tống khứ thì chúng sẽ càng trở nên đậm nét hơn. Hãy coi nhẹ nó bằng cách tránh cho bằng được ý niệm rằng tôi đang bị đau, hoặc dán cho nó cái nhãn hiệu là cơn đau. Nó chỉ là khổ thọ, và nó đang có mặt, chứ không có ai ở đây đang bị đau. Có một cách khác biệt rất lớn giữa hai cách ghi nhận tôi đang bị đau, phần cơ thể nào đó của tôi có vấn đề, với cách tâm niệm đơn giản hơn, khổ thọ đang có mặt. Càng nghĩ nhiều về cái tôi và càng xem nặng cơn đau thì khả năng chịu đựng của ta sẽ không còn nữa, vì niệm và định, cả trí tuệ cũng thiếu cơ hội có mặt. Rất nhiều hành giả cứ cho rằng hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia là không thể định tâm. Họ nghĩ vậy để tự cho phép mình thất niệm, phóng dật trong những giây phút quá đau đớn, quá khẩn cấp, quá bất ngờ, quá nóng giận hay sợ hãi. Nhưng thật ra hoàn cảnh nào cũng có cơ hội để ta tu tập và kiểm soát nội tâm. Bằng chứng là xưa nay có rất nhiều người đã đắc thiền, chứng đạo trong những hoàn cảnh mà ta cho rằng không thể ấy. Ý tưởng bất lực kia thật ra là do ta tự tạo, vì không gì vi tế và phức tạp hơn tâm thức. Nếu ta quan sát được tâm mình thì không có một tình huống nào khẩn cấp hay ngặt nghèo đến mức ta không thể quan sát được. Các hành giả cứ thử đi, chánh niệm của ta chắc chắn sẽ làm việc tốt hơn nếu ta chuyên chú vào những gì đang thật sự xảy ra mà không xài đến những nhãn hiệu. Ở đây là những câu niệm bằng chữ sân à, tham à, chân tôi bị đau, muốn dừng à, muốn ngồi à. Lìa bỏ mọi nhãn hiệu, không nông nóng buồn chồn, không theo đuổi, cũng không chạy trốn, không một phản ứng nào trước mỗi tâm trạng. Hành giả chỉ việc chánh niệm, nhận biết từng phút và
từng phút. Từ tâm cũng là một trợ thủ đắc lực cho công phu tâm quán niệm xứ. Khi nhận ra một tâm trạng bất mãn với ai đó, hành giả nên ghi nhận nó bằng từ tâm, hướng về đối tượng với một chánh niệm và trí tuệ. Với niệm và tuệ, hành giả biết rõ tâm trạng này là từ mẫn hay luyến ái. Cảm giác này chắc chắn là tâm sân, chứ không là gì khác. Nên nhớ, khi ta thương thích hay bất mãn một đối tượng nào đó, dầu là một tâm trạng hay một người một vật, thì khi đó ta đã nhìn về chúng qua góc độ tục đế chế định, chứ không còn là cảnh chân đế nữa. Vì cảnh chân đế chỉ có một, là bản chất sanh diệt chớp nhoáng. Ghi nhận qua khía cạnh này, ta không thể thương thích hay bất mãn được. Tâm luôn sanh diệt liên tục trong từng giây, nên nếu ta ghi nhận nó một cách chặt chẽ, khít khao, thì ta không còn cơ hội để thích hay ghét. Thích hay ghét là dấu hiệu cho thấy ta đã thất niệm, đã không theo dõi liên tục tâm mình. Ý nghĩa của chữ tinh tấn trong tâm quán niệm xứ phải được hiểu khác với những gì ta đã biết qua sách vở. Tinh tấn ở đây là khả năng duy trì liên tục sự có mặt của chánh niệm. Khi hành giả bắt đầu có ý cố gắng, thì tâm trạng ấy không phải là sự tinh tấn cần có trong pháp môn tuệ quán. Vì tinh tấn là một thiện pháp, nó phải đến từ con đường chánh niệm và trí tuệ, chứ không phải từ những sự sắp đặt hay ước muốn, mà thường là tham ái. Khi chánh niệm liên tục, hành giả nhận ra hôn thủy đang có mặt, đến từ tâm trạng biếng lười hay do buồn ngủ, thì từ đó trở đi hành giả đã có sự tinh tấn. Cảnh sanh diệt của danh sắc luôn sinh động, nên nếu ta ghi nhận kịp thời việc chúng đến và đi, thì ta không có thời gian để thích hay ghét, không có thời gian cho những thứ kinh nghiệm tục đế. Đối tượng của chánh niệm lúc này là sự sanh diệt liên tục nằm ngoài mọi kiến thức, khái niệm, kinh nghiệm. Chúng ta biết cái gì đang xảy ra, chỉ có danh sắc sanh diệt, không có ai thiện ác buồn vui. Và cũng biết rằng chỉ có danh pháp nhận biết danh pháp, cái trước biết cái sau, không có ai là người biết. Nhiều người hiểu lầm, cho rằng tu tập tuệ quán là vùi đầu trong những khía cạnh tiêu cực của đời sống như sanh diệt, tam tướng, nhưng thật ra là hành giả tuệ quán mới là người sống trọn vẹn với từng giây phút đời mình. Sanh và diệt là bản chất tự nhiên của danh sắc. Ta thấy sự thật ấy là u ám hay đáng sợ, chỉ vì xưa nay ta đã luôn hiểu lầm về chính mình. Khi ta luôn trông đợi và hy vọng những gì nằm ngoài tánh sanh diệt, thì ta mới e sợ khi phải nhìn thẳng vào chúng. Ở đây nhắc lại, đời sống không phải màu hồng hay màu đen,
mà chỉ là sự sanh diệt liên tục. Khi ta thấy nó là màu gì thì đã là sai rồi. Vấn đề của thế giới luôn khởi đi từ mỗi cá nhân. Vấn đề của mỗi cá nhân luôn bắt đầu từ việc mỗi người không biết mình là gì, đang ra sao. Bất cứ niệm xứ nào, đặc biệt là tâm quán niệm xứ, là con đường cho ta quay lại nhìn rõ chính mình. Khi mọi sự được thấy rõ thì các vấn đề đã được giải quyết. Thích thú hay lo ngại đều phải được ghi nhận ngay khi chúng vừa có mặt. Thực ra là vừa biến mất. Và cả cái tâm ghi nhận chúng cũng phải được ghi nhận với một nhận thức sâu sắc rằng cái gì cũng vô ngã, vô thường, sinh diệt liên tục.